Với quyết tâm không để các loại tội phạm núp bóng như hoạt động vui chơi giải trí tại các vũ trường, quán bar, karaoke, quán bắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng tiến hành đột kích bất ngờ vào nhiều quán bar, quán bắp, câu lạc bộ đêm trên địa bàn và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm. Đúng 0 giờ là thời khắc quy định dừng các hoạt động kinh doanh quán bar, quán bắp trên địa bàn. Thế nhưng quán bar này vẫn hoạt động, thậm chí là càng khuya càng sôi động. Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà đã đột xuất kiểm tra và phát hiện thêm cơ sở này cho khách sử dụng bóng cười, tồn tại hàng chục bộ dụng cụ dùng để hút xì xa. Hương liệu xì xa đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hôm nay chúng tôi đã kiểm tra cơ sở và phát hiện một số cái vi phạm. Thứ nhất là về cái tiếng ồn là vượt quy định của pháp luật, vượt mức cho phép. Thứ hai là những cái hàng hóa được kinh doanh bày bán tại cơ sở thì không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Một số hàng như là thuốc lá ngoại nhập lậu, rượu ngoại hiện nay là chưa có cung cấp được hóa đơn chứng từ. Cùng với đó, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố đã kiểm tra đột xuất tại các quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú nơi tập trung đông khách lui tới trên địa bàn thành phố. Bên cạnh các cơ sở kinh doanh có điều kiện chấp hành tốt mọi quy định thì đoàn kiểm tra vẫn phát hiện những trường hợp dương tính với chất ma túy. Cùng với đó là sơ hở trong khâu quản lý nhân viên. Chúng tôi đã bàn giao các đối tượng dương tính ma túy cho công an phường tiếp tục xử lý theo quy định. Trong thời gian đến thì thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an phố và chỉ đạo của lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết ra quân kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực này. Cương quyết triệt để là phương châm của toàn lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, kiểm tra các quán bar, karaoke, quán bắp, cơ sở lưu trú trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sơ hở trong khâu quản lý hoạt động tại các cơ sở kinh doanh trên, nhằm hướng đến giữ gìn một môi trường vui chơi giải trí lành mạnh cho người dân và du khách khi đến với thành phố dịp đầu năm mới này.